làng Ninh Cường, Thuận Anh, Huyền Đào. Sự kiện này đã ghi đậm mốc son lịch sử của giáo hội Việt Nam. Nó không chỉ khai mở công cuộc truyền giáo ở Việt Nam, các bạn trẻ mà còn đặt từ chân vào những trang đầu của lịch sử giáo hội Việt Nam và trở thành trung tâm truyền giáo ở giáo hội Việt Nam trong những thế kỷ kế tiếp. Phía đông bắc giáo phận giáp với Thái Bình với dòng sông Hồng, phía tây bắc giáp với giáo phận Hà Nội bằng sông Đào, phía tây nam giáp giáo phận Phát Diệm bằng sông Đáy, và phía đông nam là biển Đông, vịnh Bắc Bộ. Hiện nay giáo phận Bùi Chu có 159 giáo xứ, 204 linh mục, 918 nữ tu thuộc nhiều hội dòng đang chung tay phục vụ chăm sóc toàn thiên giáo phận với 399.403 tín hữu, chiếm 32.63% tổng dân số. Trung tâm hành hương, đền thánh các đền kính các thánh tử đạo, đền thánh Phú Nhai là một trong những ngôi nhà thờ có diện tích rộng lớn nhất Việt Nam. Nhà thờ gốc có phong cách kiến trúc Gothic